mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ lưỡng lự và phân vân trước hết lưỡng lự lưỡng lự là từ hán việt lưỡng là hai lự là lo lưỡng lự là lo nghĩ giữa hai đường chưa quyết định đường nào thí dụ anh ta đang lưỡng lự giữa đi hay ở Chuyện Kiều có câu Một mình lưỡng lự canh chảy Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh Thứ hai, phân vân Phân vân là ở vào trạng thái Đang phải nghĩ ngợi nhiều Chưa biết nên quyết định như thế nào Thí dụ, tôi còn đôi điều đang phân vân ông giám đốc phân vân không biết chọn ai làm trợ lý như vậy lưỡng lự là chưa có quyết định chọn một trong hai còn phân vân là chưa biết nên quyết định như thế nào các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ cảm giác hay cảm nghĩ mến chào tạm biệt các bạn